Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình điều tra về cuộc di tản hỗn loạn khỏi Afghanistan. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bản phúc trình kết luận rằng cuộc di tản hỗn loạn khỏi Afghanistan năm 2021 đã gây hậu quả nghiêm trọng do quyết định thiếu rõ ràng của cả chính quyền Tổng thống Biden lẫn chính quyền cựu Tổng thống Trump. Bản phúc trình ca ngợi kết quả cuối cùng là đã di tản được 125.000 người, trong đó có tới 6.000 công dân Mỹ. Tuy nhiên, cuộc di tản đã gặp những thách thức lớn vì các quan chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Biden đã không đưa ra quyết định rõ ràng trước thời hạn về việc nên hỗ trợ những nhóm người Afghanistan nào. Việc liên tục thay đổi hướng dẫn chính sách và thông điệp công khai từ Washington về những nhóm dân cư nào đủ điều kiện để được di tản và cách thức mà đại sứ quán nên quản lý việc tiếp cận và lưu chuyển đã làm tăng thêm sự hỗn loạn và thường không tính tới những sự kiện chính trên thực tế. Bản phúc trình lưu ý rằng Tổng thống Biden đã thừa hưởng một số hồ sơ lớn, số lượng xin visa vào Mỹ tồn động từ thời chính quyền cựu tổng thống Trump và kết luận rằng quyết định của cả tổng thống Trump và tổng thống Biden về việc chấm dứt sự mệnh quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với khả năng tồn tại và sự an ninh của chính phủ Kabul. Bản phúc trình cho rằng các quan chức cao cấp trong cả hai chính quyền đã không xem xét đầy đủ những tình huống xấu nhất và những tình huống đó có thể xảy ra nhanh như thế nào. Kế hoạch di tản của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bị cản trở vì không rõ là quan chức nào nắm quyền dẫn đầu. Pháp ông nhân tù bạch ốc là cô Karen Jean Pierre đã bảo vệ cách mà tổng thống Biden xử lý việc rút quân khỏi Afghanistan nói rằng tổng thống phải đưa ra quyết định Hoa Kỳ đã đổ hàng tỷ mỹ kim vào một cuộc chiến không có hồi kết. Còn đại diện của cựu tổng thống Trump là ông Stephen Chung thì tuyên bố chỉ có một người phải chịu trách nhiệm về việc rút quân thảm bại ở Afghanistan đó là ông Joe Biden. Nghiệp đoàn diễn viên Hollywood gia hạn hợp đồng tránh một cuộc đình công nghiệp đoàn các diễn viên Hollywood đã đồng ý gia hạn thời gian đàm phán với các hãng phim lớn, ngăn chặn một cuộc đình công lớn thứ nhì có thể xảy ra trong ngành giải trí. Sau cuộc đình công đang diễn ra của nghiệp đoàn các nhà biên kịch Hoa Kỳ, này đã bước sang tuần lễ thứ 8. Hiệp hội SAG-AFTRA, đại diện cho các diễn viên Hollywood và liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình, đại diện cho các hãng phim lớn, đã đồng ý gia hạn hợp đồng, vốn đã hết hạn hôm 30 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 để giúp đôi bên có thêm thời gian đạt được thỏa thuận cho một hợp đồng mới. Nhiều ngôi sao hạng A, bao gồm Jennifer Lawrence và Michelle Swift trong tuần qua cho biết họ sẵn sàng nghỉ việc nếu các nhà đàm phán không đạt được thỏa thuận mang tính thay đổi về mức lương căn bản cao hơn và các biện pháp bảo vệ các diễn viên liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Các cuộc đàm phán diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với các hãng phim Hollywood vốn đang phải chật vật để mang lại lợi nhuận cho các dịch vụ phát trực tuyến giới biên kịch diễn viên và nhà sản xuất đều lo ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo ai có thể đe dọa công ăn việc làm của họ Twitter giới hạn số lượng tweets mà người dùng có thể đọc được mỗi ngày. Chủ tịch điều hành của Twitter tỷ phú Elon Musk cho biết Twitter đang giới hạn số lượng tweets mỗi ngày mà mỗi tài khoản có thể đọc được để ngăn chặn mức độ cực đoan của việc thu thập dữ liệu và thao túng hệ thống. Cụ thể, các tài khoản đã được xác minh đang tạm thời bị giới hạn chỉ được đọc tối đa là 6.000 tweets mỗi ngày. Các tài khoản chưa được xác minh sẽ bị giới hạn chỉ được đọc tối đa là 600 tweets mỗi ngày. Các tài khoản mới chưa được xác minh sẽ bị giới hạn ở mức là 300 tweets. Trước đó, thì Twitter yêu cầu người dùng phải có tài khoản trên nền tảng mạng xã hội này để đọc được các tweet, một hành động mà ông Musk gọi là biện pháp khẩn cấp tạm thời. Ông Musk nói rằng hàng trăm tổ chức trở lên đang cực kỳ tích cực thu thập dữ liệu của Twitter làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng. Ông Musk trước đó đã bày tỏ sự không hài lòng với các công ty trí tuệ nhân tạo như OpenAI, chủ sở hữu của ChatGPT, GPT, vì đã sử dụng dữ liệu của Twitter cho các mô hình ngôn ngữ của họ. Twitter hiện đã thực hiện một số bước để giành lại các nhà quảng cáo đã rời bỏ công ty này sau khi mà mạng xã hội này được ông Musk thu mua, cũng như tìm cách tăng doanh thu bằng cách là đặt dấu xác minh các tài khoản người dùng theo chương trình Twitter Blue. Giá trị thị trường của Twitter hiện chỉ còn khoảng hơn 14 tỷ Mỹ Kim, tức là chưa bằng một phần ba so với thời điểm trước khi nó bị thu mua với giá là 44 tỷ Mỹ Kim. Một nghi can bị truy tố trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng, bị bắt lúc đang tiến về nhà cựu Tổng thống Obama trong xe có nhiều vũ khí. Một nghi can đang bị truy tố trong vụ tấn công điện Capitol ngày 6 tháng Giêng và đã bị bắt khi đang tiến đến gần nhà riêng của cựu Tổng thống Barack Obama mang theo súng, đạn và vật liệu nổ. Taylor Toronto, 37 tuổi, cựu binh hải quân Mỹ và là tình nguyện viên của Đảng Cộng hòa, bị bắt ngày 29 tháng 6 khi các nhân viên sở mật vụ phát hiện ra anh ta cách nhà của ông Obama ở Washington DC chỉ vài dãy nhà. Y bỏ chạy và mật vụ đuổi theo bắt được. Khi khám xét chiếc xe của y đang đậu gần đó, các nhân viên mật vụ tìm thấy hai khẩu súng, khoảng 400 viên đạn, một con dao cùng các vật liệu để chế tạo thiết bị nổ tương tự bom xăng. Giới hữu trách tin rằng việc Toronto đến khu nhà của ông Obama không phải là tình cờ. Trong nhiều buổi livestream trên mạng xã hội gần đây, Toronto đã đe dọa một nhân vật công chúng. Anh ta đã xuất hiện tại Washington DC suốt mấy tháng nay, đậu xe gần một nhà tù, nơi giam giữ nhiều kẻ tội phạm trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Bản thân Toronto hiện cũng đang bị truy tố 4 tội liên quan đến vụ bạo loạn, bao gồm hành vi gây mất trật tự và gây rối trong khu vực cấm đương sự hiện vẫn đang bị tạm giam trong khi chờ ra tòa vào thứ Tư tuần tới. Đến nay, hơn 1.000 người đã bị truy tố trong vụ bạo loạn 6 tháng Giêng, hơn 600 người đã nhận tội, hơn 550 người đã bị tuyên án, trong đó bản án nặng nhất là 18 năm tù. Một nghi can bắn người vì giận dữ trên đường khi lái xe bị tuyên án 80 năm tù vì thuê sát thủ giết nhân chứng. Một thanh niên tại Indiana từng có nhiều tiền sử về hành vi giận dữ khi lái xe trên đường tức là road rage đã bị tuyên án 80 năm tù sau khi đã nhận tội cố ý giết người trong một vụ nổ súng hồi tháng 11 năm ngoái cũng vì road rage. Khi đó thì anh Trevor Dunn, 25 tuổi, đã bắn ít nhất là 3 phát súng vào một tài xế khác chỉ vì bị người này bấm còi do anh ta dừng xe giữa đường trong bãi đậu xe. Một viên đạn đã bắn trúng gần đầu gối của nạn nhân. Sau khi bị tống vào tù hồi tháng 3 năm nay, Dan đã buộc, bị buộc tội mưu sát vì đã tìm cách thuê sát thủ giết hai nhân chứng là một phụ nữ và một trẻ vị thành niên để họ không thể ra tòa làm chứng tại phiên tòa xét xử hắn ta. Dan đã cung cấp thông tin chi tiết về hai nhân chứng này nơi họ sống và làm việc trong các lá thư gửi ra ngoài cho sát thủ. Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại với sát thủ, sau đó y đã đề nghị là đặt cọc chiếc xe Acura của mình trị giá 2.000 Mỹ Kim và hứa sẽ trả thêm 3.000 Mỹ Kim tiền mặt nữa khi mà vụ này hoàn tất. Nhưng hóa ra tay sát thủ kia lại là một cảnh sát chìm. Hôm 30 tháng 6, nghi can Trevor Dunn đã đồng ý thỏa thuận nhận tội với hai tội danh cố ý giết người và bị tuyên án 40 năm cho mỗi tội, tổng cộng là 80 năm tù. Sang qua bản tin địa phương tại miền Nam California, chuyến xe bus thứ nhì chở di dân từ Texas đã tới Los Angeles. Chuyến xe bus thứ nhì chở di dân từ Brownsville, biên giới Texas, Mexico, đã tới Union Station, Los Angeles vào hôm thứ Bảy, 1 tây tháng 7. Chuyến xe chở 41 di dân đến từ các nước Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico, Cuba, Venezuela, Belize và Nicaragua. Họ được biên phòng Mỹ thả ra mới đây và tự nguyện thực hiện chuyến đi đến California. Văn phòng thị trưởng Los Angeles, bà Karen Bass cho biết, ngay khi hay tin về chuyến xe bus này vào hôm thứ Sáu, họ đã nhanh chóng lập ủy ban chào đón gồm nhân viên thành phố và quận hạt, cùng một loạt tổ chức bất vụ lợi và các đối tác. Ủy ban ra thông báo nói rằng, bất chấp nguồn gốc, phương tiện chuyên chở hay ý định, mục tiêu của chúng tôi trong kỳ nghỉ lễ độc lập này là chào đón các di dân một cách có phẩm giá và tôn trọng. Đây là chuyến xe bus thứ nhì chở di dân từ Texas tới Los Angeles sau chuyến đầu tiên vào hôm 14 tháng 6 mang theo 42 di dân. Năm 2022, thống đốc Texas Greg Abbott, Đảng Cộng hòa, đã yêu cầu cơ quan tình trạng khẩn cấp Texas thuê xe bus chở di dân tới Washington DC. Sau đó, ông tiếp tục cho xe bus chở di dân tới các thành phố thuộc đảng dân chủ khác như New York, Chicago, Illinois, Philadelphia, Pennsylvania và Denver, Colorado. Đến nay, 21.600 di dân được chở từ Texas tới các thành phố trú ẩn khắp nước Mỹ. Los Angeles không phải thành phố duy nhất ở California nhận di dân từ các tiểu bang cộng hòa mang con bỏ chợ. Vào hồi tháng 6, hai chiếc phi cơ tư nhân thả di dân xuống Sacramento theo lệnh từ văn phòng thống đốc Florida Ron DeSantis. Một căn nhà có 102 tại Alhambra tưởng là không ai thèm mua nhưng lại được bán với giá 180.000 cao hơn giá chào bán. Một căn nhà độc đáo có 102 tại thành phố Alhambra, Los Angeles County đã thu hút sự quan tâm của nhiều người vì giá rao bán quá rẻ so với thị trường địa ốc tại California, chỉ có 250.000 Mỹ kim. Nhưng điểm đặc biệt hơn cả khiến căn nhà này trở thành đề tài bàn tán của cả nước, đó là nó được xây dựng ngay bên một cây cầu nhìn ra mương thoát nước. Bạn sẽ phải đi từ cây cầu xuống, xuống một cái cầu thang để có thể đến trước cửa căn nhà. Ngôi nhà được xây dựng năm 1949 có patio nhìn ra cống thoát nước Alhambra và còn có thêm một cái sân thượng nằm ngang bằng với mặt đường. Căn nhà nhỏ xíu diện tích chỉ có 400 square feet một phòng ngủ, một phòng tắm và một góc bếp Bên trong đã xuống cấp trầm trọng và bị mold nên người mua sẽ phải tốn bộn tiền để sửa sang lại và cũng không có chỗ đậu xe Anh Douglas Lee, agent đại diện cho chủ nhà cho biết anh đã nhận được hơn một chục offers và đã bán cho người trả giá cao nhất với giá là 430.000 Mỹ Kim Căn nhà đã vào escrow hồi tuần trước. Người mua nóng lòng được nhận chìa khóa nên đã đặt cọc xong xuôi và đồng ý miễn tất cả contingency, có nghĩa là mọi sửa sang cần thiết sẽ do người mua bao hết. Được biết là người chủ trước đã mua căn nhà này năm 2005 với giá 72.000 Mỹ Kim và định sử dụng nó như một man cave, tức là nơi để thỉnh thoảng ghé chơi cho vui với đám bạn bè. Tuy nhiên căn nhà đã bị bỏ trống từ đó cho đến nay trong suốt gần 20 năm qua. Và đó là các bản tin Hoa Kỳ cũng như là tin địa phương. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin đến từ Việt Nam. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.